Xin chào các bạn, tôi là Thoại đây Tôi là chuyên gia đào tạo về phương pháp tránh thai tự nhiên TQS Và hôm nay tiếp tục chủ đề về TQS đến phương pháp Chúng ta sẽ đi chi tiết về phương pháp này Nhưng mà trước khi bắt đầu vào học thì tôi muốn các bạn có một nguồn năng lượng đỉnh cao để chúng ta khởi động chương trình học Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vâng, các bạn đã sẵn sàng, xin mời đứng lên Đứng lên nào, chúng ta cùng đứng lên khởi động nhau một chút Xin mời các bạn đứng lên, đứng lên Vâng, một số bạn vẫn còn chưa đứng nào, đứng lên đi, đứng lên Đứng lên nào, Ồ, nhanh lên, đứng lên các bạn đứng lên nào, chúng ta khởi động một chút nào Nào, sẵn sàng chưa nào, xin mời giơ tay về phía trước Xin mời Chúng ta xin mời giơ tay phía trước nào, vươn mình một tí nào, chúng ta đan tay vào nhau nào Rồi, qua đầu nào Sang trái Sang phải Về đằng trước Về đằng sau Rồi, bắt đầu nhảy lên nào Tâng 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 lên nào, cả nhà đúng rồi, nhảy lên Năng lượng phải lên nào, nó phải cho năng lượng, máu huyết lưu thông khắp cơ thể từ đầu xuống chân từ chân lên đầu đấy còn nếu không chúng ta ngồi nhiều là năng lượng sẽ dồn xuống mông mà xuống mông rồi ấy, thì không thể học được đúng không đấy rồi tuyệt vời bây giờ hít nhá <laughs> tuyệt vời rồi đúng không rồi oxy lên não rồi rồi hít vào hơi thật sâu rồi, tuyệt vời đúng không rồi yeah. Thì mà chúng ta làm gì thì chúng ta cũng cần phải có năng lượng để chúng ta bắt đầu đúng không? Còn nếu mà không có năng lượng thì chúng ta không là thể làm gì được Đó, và học thì cũng như thế Có oxy, có năng lượng thì chúng ta học mới nhanh được Và chúng ta mới có thể nhớ bài được, đúng không các bạn? Và ngay bây giờ, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học à, Bây giờ tôi xin chia sẻ lại với các bạn một chút về uh, phần hôm trước chúng ta đã học đúng không? Về phần uh, sự sinh sản của nam và nữ thì sự sinh sản của nam thì sao? Thì chúng ta hoạt động sinh sản của nam là liên tục hàng ngày và thường xuyên đúng không ạ? Ngày nào cũng có thể sinh con. Còn đối với nữ thì sao? Nữ thì họ chỉ có chu kỳ trong một tháng chỉ có một vài ngày có thể gây sự thụ thai mà thôi. Đúng không? Và chúng ta cần phải quan sát, chúng ta nhận biết được cái giai đoạn nào là giai đoạn mà dễ thụ thai nhất nó có 3 giai đoạn trong chu kỳ kinh nguyệt của người nữ đúng không các bạn giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thời kỳ tiềm tàng tức là giai đoạn vô sinh tương đối thì trong cái giai đoạn này nó sẽ có bao gồm hai giai đoạn nhỏ thứ nhất là giai đoạn hành kinh đúng không thì cái giai đoạn này có biểu hiện là gì sẽ ra máu kinh và người nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi cảm giác đau bụng hay là khó chịu ở trong người và trong cái thời kỳ này các bạn nam cũng cần chú ý Phải biết thông cảm với các bạn nữ Đúng không? Thì đây là cái tự nhiên tạo hóa dựng nên là như vậy rồi Thì chúng ta cần phải biết Chúng ta có thể nhịn những cái ngày đấy đi Hay là chúng ta cũng biết an ủi động viên người nữ Bạn gái của mình đúng không ạ? Đó Và sau cái giai đoạn uh, Hành kinh này nó kéo dài khoảng 3 đến 5 ngày Thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn tiếp theo là giai đoạn chờ đợi nó thì cái giai đoạn chờ đợi này là không xác định thì chúng ta không biết chính xác nó là bao nhiêu ngày nên chúng ta cần phải quan sát để ý xem nó và sau cái giai đoạn chờ đợi này thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn dễ thụ thai nó là sẽ xuất hiện chất nhảy và biểu hiện của chất nhảy này là gì chất nhảy này là chất nhảy uh, không màu không ngồi nó và có hiện tượng đàn hồi đó. chúng ta quan sát hiện tượng chất nhảy đó để biết được cái giai đoạn nào là giai đoạn dụng trứng và cái giai đoạn này là cái giai đoạn dễ thụ thai nó nó kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày tiếp theo sau cái giai đoạn uh, dễ thụ thai là đến giai đoạn gì các bạn đó chính là giai đoạn vô sinh tuyệt đối tức là sau cái giai đoạn dễ thụ thai là trứng trứng đã dụng rồi thì sẽ đến giai đoạn vô sinh tuyệt đối cái giai đoạn này nó sẽ kéo dài khoảng 14 ngày đó thì chúng ta cái giai đoạn đó thì chúng ta có thể gặp gỡ nhau bình thường Nó không lo sợ việc mang thai Đúng không ạ? Và sau cái giai đoạn 14 ngày này rồi Thì chúng ta sẽ bắt đầu lại một chu kỳ kinh nguyệt mới Và bắt đầu hiện tượng hành kinh mới Và kết thúc một chu kỳ Đúng không ạ? Đó là một chu kỳ Và chúng ta Phương pháp ngày hôm nay chúng ta học Tôi muốn chia sẻ với các bạn về phương pháp TQS Đó chính là phương pháp quan sát cái chu kỳ kinh nguyệt của người nữ Để chúng ta xác định cái thời điểm nào chúng ta mong muốn có con, có em bé hay là chúng ta mong muốn tránh thai không có em bé, đúng không ạ? Đó là chúng ta dựa trên nguyên lý là như thế. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn cụ thể về cái phương pháp này như vậy là chúng ta phải quan sát chất nhảy như nào, đúng không ạ? Thì có hai phương pháp, hai hai uh, yếu tố để chúng ta quan sát. Một là quan sát chất nhảy hai là quan sát về nhiệt độ. Chúng ta phải đo nhiệt độ để chúng ta biết cái giai đoạn nào là chúng ta có hiện tượng thụ dễ thụ thai và giai đoạn dụng dụng trứng không các bạn thì chúng ta phải quan sát chất nhảy như thế nào đó chúng ta phải bắt đầu ghi chép cái phương pháp này thì phải cần có sự tỉ mỉ của các bạn nữ các bạn cần phải ghi chép lại cụ thể tỉ mỉ hàng ngày khi bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt nó các bạn ghi chép lại đó xuất hiện như thế nào thì các bạn ghi chép đó, và thứ hai là thứ nhất là quan sát thứ hai là ghi chép thứ ba là chúng ta phải hiểu phân tích được cái ý nghĩa của cái sự chúng ta ghi chép đó lên trên cái biểu đồ để chúng ta xác định chính xác cái ngày đó chúng ta xuất hiện cái hiện tượng dụng chứng như nào nhớ các bạn và cái việc quan sát chất nhảy á thì chúng ta thực hiện như thế nào đó đầu tiên thì chúng ta thực hiện việc này các bạn nữ nữa chúng ta quan sát nó 3 lần một ngày sáng trưa và tối được chưa các bạn nhớ chưa mấy lần một ngày ạ à? mấy lần ba lần được chưa sáng trưa tối và chúng ta lấy kết quả của lần cao nhất ok tức là chúng ta sẽ có những hiện tượng như là hiện tượng khô giáo này hiện tượng ẩm ướt này nó hay là hiện tượng chất nhầy này đó, thì chúng ta cần phải ghi chép lại Tức là một chút hay là hơi hơi có hay là có nhiều này Đó, chúng ta phải ghi chép lại là như thế nào để chúng ta biết được Đúng không ạ? Đó, thì uh, chúng ta lấy cái kết quả cao nhất Ví dụ như là trong ngày hôm đó Buổi sáng chúng ta thấy ẩm ướt Buổi trưa chúng ta thấy sao? Khô ráo Buổi tối vẫn thấy khô ráo Thì sao? Thì chúng ta lấy kết quả nào ạ? Chúng ta lấy kết quả của buổi sáng được chưa các bạn? là buổi sáng chúng ta sẽ ghi vào trong bảng lên trên cái biểu đồ đó là hôm nay tôi thấy ẩm ướt Đó và sang ngày hôm sau chúng ta lại tiếp tục như thế. Đấy, nếu như có kết quả cao nhất thì chúng ta lấy nó và sau uh, chúng ta sẽ phân tích cái biểu đồ đó để chúng ta nhận biết rằng là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào của chu kỳ kinh nguyệt, được chưa? Và gì nữa các bạn Thì sau khi mà quan sát chất nhảy rồi Thì chúng ta còn có thêm một phương pháp nữa là quan sát nhiệt độ Chúng ta đo nhiệt độ như nào các bạn Đo nhiệt độ đó là chúng ta Một là đo vào, vào Chúng ta dùng nhiệt kế thông thường nhé Nhiệt kế thủy ngân nhé Chúng ta không dùng nhiệt kế uh, súng điện tử đâu nhé Mà chúng ta phải dùng phương pháp thông thường Đó Là chúng ta dùng nhiệt kế thủy ngân Chúng ta đặt vào đâu ạ không không phải đặt vào nách đâu nhé các bạn nhé nó là nhiệt đo nhiệt độ thông thường nó là nhiệt độ cơ thể để kiểm tra ốm còn trong trường hợp này chúng ta sẽ đặt một là vào <laughs> hậu môn chưa? hai là đặt vào âm đạo ba là chúng ta sẽ đặt vào hốc răng ở trong miệng chúng ta đặt sâu trong cùng đây nó thì phương pháp phổ biến nhất chúng ta thường sử dụng đó chúng là chúng ta sẽ đặt vào trong hốc răng Đấy chưa các bạn để chúng ta quan sát và chúng ta phải chú ý rằng là khi mà chúng ta đo nhiệt độ ấy Thì là trạng thái cơ thể chúng ta phải ở trạng thái nghỉ ngơi Ít nhất là 4 giờ đồng hồ đó. Thì cái thời điểm tốt nhất chúng ta đo nhiệt độ Đó chính là vào buổi sáng Khi mà chúng ta thức dậy Chúng ta chưa được xuống giường ngay được chưa Chúng ta phải với ngay cái nhiệt độ ở bên cạnh giường mình Chúng ta đưa ngay vào miệng chúng ta đo đó. Không được vận động gì Khi mà cơ thể chúng ta chưa có hoạt động gì, chưa sinh nhiệt Thì đó mới là cái nhiệt độ chính xác nhất cho các bạn mà chúng ta cũng ghi chép lại lên trên cái biểu đồ nhiệt độ mà chúng ta sẽ phân tích sau thì mình sẽ phân tích cùng các bạn phân tích cái biểu đồ đó trong cái bài học lần sau thế cho các bạn đó và nhiệt độ này thì chúng ta nhớ các bạn đó đo, đo như thế được chưa thứ nhất là đo vào buổi sáng nó tốt nhất là như thế hoặc là buổi tối cũng được nhưng mà khi mà chúng ta phải nghỉ ngơi ít nhất là 4 giờ đồng hồ không vận động